Ok, hello, chào mừng mấy ông đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Tính cho tới cái thời điểm hiện tại khi mà tôi đang quay cái video này là vào buổi trưa ngày 20 tháng 3. Và hiện tại như cái tình hình hồi sáng này tôi có vừa đăng một cái video về cái vấn đề flow show của mấy bạn. Dành cho những bạn nào chưa nắm bắt kịp thì hiện tại là về cái vấn đề clean flow show của chúng ta là nó đang bị lỗi nha tất cả các bạn. Và từ sáng tới bây giờ mặc dù là mình có đăng một cái video giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc của tất cả nhiều bạn là về cái vấn đề flow show rồi, nhưng mà có một số bạn vẫn là cứ hỏi anh ơi, anh biết cái cách mà để fix được cái tình trạng ghét cây flow show không, thì tụi em không có thể nào truy cập vào cái trang web ghét cây được. Thì như mình đã nói rồi, hiện tại là về cái vấn đề flow show là nó đang bị lỗi cái server máy chủ nha mấy bạn. Thì bởi vậy là sẽ có một số bạn là vẫn có thể sử dụng được flow show, thì những bạn nào mà đang sử dụng được thì mấy bạn cứ sử dụng bình thường giúp mình. Còn những bạn nào mà hiện tại thì khi mà vào nó yêu cầu mọi người là phải ghét cây flow show thì mọi người giúp mình là sử dụng những cái clean khác trong cái thời gian chờ đợi mình ha. Tại vì cái vấn đề flow show nó lỗi thì cái này là mình cũng không biết là tới chừng nào, nhưng nếu mà mình theo mình được biết thì nó sẽ vào đâu đó là khoảng chiều hôm nay hoặc là trễ nhất là ngày mai thì chúng ta sẽ sử dụng được ha. Còn ở thời điểm hiện tại, những bạn nào mà muốn sử dụng được những cái bản menu farm trên điện thoại thì mấy bạn có thể sử dụng những cái clean khác. Thì trên kênh của mình đã cập nhật hết tất cả những cái clean cho tất cả các bạn rồi, từ clean Delta, clean Acer X, clean Chigon, clean Core DX đồ cái thứ thì nói chung là mình đã cập nhật phiên bản mới hết cho tất cả các bạn. Thì bởi vậy là khi mà mấy bạn tải về mấy bạn sử dụng thì nó sẽ không yêu cầu mọi người là update nữa ha. Rồi, đó là cái vấn đề đầu tiên về cái flow show mà sáng giờ có rất là nhiều bạn hỏi mình ha. Còn cái vấn đề thứ hai thì mình được biết là đa phần những bạn mà xem trên cái kênh của mình thì đa phần đều là sinh viên với là học sinh thôi. Với lại là nói chung là mấy bạn đều thích những cái phiên bản menu farm mà không cần phải ghét cây, cũng như là không cần phải bỏ tiền ra mua hơn. Và đặc biệt thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho tất cả các bạn một cái phiên bản đúng nghĩa là banana hub luôn. Đó, phiên bản chuối hub nha tất cả các ông. Phiên bản chuối hub thì ở phiên bản này thì nó sẽ được một cái là nó không cần ghét cây, nó free hoàn toàn luôn. Và đặc biệt là nó ưu đãi dành cho người Việt mình luôn nha tất cả các ông, đó là nó hỗ trợ cho mấy ông full tiếng Việt hoàn toàn 100%. Đó, thì bản này là bản gì thì bây giờ tôi sẽ mở cái bản nó lên cho tất cả các ông cùng xem ha. Và hiện tại dành cho những bạn nào chưa biết thì mình đang sử dụng bằng cái clean Acer X nha mấy ông. Đó, thì mấy ông cứ sử dụng Acer X cho tôi, rất là ngon luôn. Và rồi ok mấy ông ơi, thì như trên màn hình của mấy ông có thể thấy là hiện tại là tôi đã mở cái bản menu này lên rồi nè mấy ông. Đó, thì bản menu này nó có tên là Conhub, một trong những cái phiên bản menu có cái giao diện cực kỳ giống với lại cái bản Chuối Hub luôn. Và đặc biệt là đối với lại bản này thì nó ưu tiên cho người Việt, tại vì nó dịch sang tiếng Việt hết hoàn toàn cho 100% rồi. Thì cái này là những bạn tiểu học khi mà mấy bạn sử dụng thì mấy bạn cũng biết là những cái chức năng đó dùng để làm cái gì luôn ha. Đó, rất là ngon luôn nha mấy ông. Bản này thì nó mới vừa ra thôi thì nó có full tiếng Việt này, không cần ghép cây và đặc biệt là free hoàn toàn ha. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ test thử cái bản này cho tất cả các ông xem. Đầu tiên là nói về chế độ farm thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ farm luôn. Ở đây thì nó đã giờ tự động dịch sang tiếng Việt hết rồi. Thì bởi vậy là mọi người nhìn vào là mọi người cũng biết ha. Rồi thì chế độ farm thì có farm level này, auto nhặt gương này, đó, auto cày không hảo trái, cày mastery đồ là có đầy đủ cho tất cả các ông luôn. Có auto farm xương nữa nè. Đây auto farm xương thì tôi sẽ tiến hành tôi tích vào thì nó sẽ tự động nó đi random nó đi farm xương cho mấy ông ha. Auto farm boss, farm nguyên liệu này và đặc biệt là có luôn cái phần là farm đảo kích xương island cho mấy bạn luôn. Đó, tự động nhặt lửa linh hồn này. Rồi auto farm sale event đồ là đầy đủ cho tất cả các ông ha. Thì bởi vậy là tôi đã nói rồi, đối với là cái kênh của tôi thì tôi luôn luôn chia sẻ những cái bản menu có thể nói là cực kỳ ngon, bổ VIP để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Rồi thì về chế độ farm thì đây, ở đây thì tôi sẽ cho mấy ông xem ha. Thì cái bản này là farm bon thì nó có nhận nhiệm vụ luôn nha mấy ông. Nhận nhiệm vụ rồi đi farm ha. Đây và farm thì nó đánh rất là ngon nha mấy ông. Đó, farm thì nó đánh rất là mượt và rất là ngon luôn nè. Đấy. Đó thì nói chung là về chế độ farm thì nó sẽ gom quái nó farm ha. Đó, còn ngoài ra thì mấy ông có thể sử dụng những cái chức năng khác, chẳng hạn như là những cái chức năng hỗ trợ cho mấy ông trên cái phần chỉ số đồ cái thứ đó này, rất là ngon luôn ha. Đó, hỗ trợ cho mấy ông người chơi farm layer đồ cái thứ là đầy đủ đặc biệt hoàn toàn luôn. Đó, thì bản này là nói chung là nó đã dịch sang tiếng Việt hết cho mấy ông rồi, thì bởi vậy là ví dụ mà mấy ông không muốn farm nữa mấy ông tắt nó đi nè. Đó, ngoài ra thì nó có hỗ trợ cho mọi người là tự động farm layer này, farm bounty này, tele full đảo full sale nè. Đó, tele full đảo full sale luôn nha tất cả các ông. Đấy, tele full đảo full sale này hỗ trợ cho mọi người phần trái này, phần trái thì chúng ta sẽ có random trái quỷ nè. Đó, tôi random ra được trái lớp nè mấy ông. Rồi tự động nhặt trái quỷ trong server nữa nè. Đó mấy ông thấy không, rất là ngon luôn ha. Rồi tắt nó đi nè. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test luôn cái chức năng farm level cho mấy ông xem ha. Thì farm level trong cái bản menu này thì nó cũng khá là mượt. Đây mấy ông chỉ cần tích vào cái cày level thôi thì nó sẽ tự động nó đi tiến hành nó đi đánh level cho mấy ông ha. Rồi có định vị người chơi này, có tập kích đồ cái thứ này. Đó, full chức năng đi ride cho tất cả các ông luôn. Đấy, full chức năng đi ride ha. Bản này dịch sang tiếng Việt 100% luôn nha mấy ông. Rồi ốc tộc level 4 này, đó, hỗ trợ lấy cần rạc này, hỗ trợ đến đền thờ này, rồi NPC mua bánh răng đồ là có đầy đủ luôn. Rất là ngon nha mấy ông. Có đổi server này. Thì phần đổi server này thì chúng ta sẽ có là đổi qua server có trăng tròn cũng như là đổi qua server có đảo dẫn luôn. Đó, tự động tìm những cái server đó cho mấy ông ha. Đó, thông báo nè, đấy. Rất là ngon nha mấy ông. Rồi bản này như tôi đã nói rồi, thì về chế độ farm thì nó sẽ tiến hành nó gom lại để nó đánh ha, và đánh rất là ngon nha mấy ông. Đó, thì cái này mấy ông về mấy ông sử dụng ha. À, gom quái này, dịch chuyển reset này, ẩn đam khi đánh quái nữa nè.
đó, xóa hết thông báo, nói chung rất là nhiều chức năng luôn. Rồi thì nói chung là về video ngày hôm nay thì chủ yếu là tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông về một cái bản menu farm có cái giao diện tiếng Việt cũng như là về những cái thông tin mới nhất về cái clean Fluxu ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều ha. Và ngoài ra thì mấy ông có thể sử dụng cái bản này để mấy ông đi những chức năng khác nè. Đó, rất là nhiều luôn. Cái này về mấy ông đi ride, đồ treo ride là thoải mái ha. Đó, tự động mua chip rồi tự động vào ride cho mấy ông luôn nè. Đấy, trời ơi quá là ngon luôn nha. Tất cả các ông, bản này thì chắc chắn rồi, không cần cái cây hoàn toàn nha. Thì bởi vậy là rất là dễ đáp ứng nhu cầu của tất cả các bạn luôn. Đó, thất tỉnh V2 này, tự động quái này. Rồi tự động auto qua đảo này. Đó. Đấy, mấy ông thấy không? Thì khi mà đánh xong lên là quái nó ra là sẽ tự động nó chết hết ha. Thì cái này nó sẽ treo ride cho mấy ông ha. Đó, khi nào đủ nhiệm vụ thì nó sẽ tự động qua đảo luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều vì đã đón xem video ngày hôm nay ha. Nếu mà về cái vấn đề Fluxu có cập nhật mới nhất thì tôi sẽ tiến hành gửi đến cho tất cả các ông liền. Còn bây giờ thì bye bye.